Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 92 ngày 10, Mô-áp, kiêu ngạo và sụp đổ. Kinh Thánh Ê-sai 16 câu 5 đến câu 14, câu ghi nhớ Châm ngôn 16 câu 18. Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Ê-sai 16 câu 5 đến câu 14. Kinh Thánh Cựu Ước trang 647 và 648. Ấy vậy, ngôi sẽ bởi sự nhân từ mà bền lập, và trong trại David sẽ có một đấng lấy lẽ thật ngồi lên, sẽ đón xét, sẽ tìm sự ngay thẳng và vội vàng làm sự công bình. Chúng ta có nghe sự kiêu ngạo của Mô-áp, nó kiêu ngạo lắm, cũng nghe nó sắc sược, kiêu ngạo, giận dữ, sự khoe khoang của nó là vô ích. Vậy nên Mô-áp sẽ than khóc vì Mô-áp, ai nấy đều than khóc, các ngươi hãy khóc, hãy thở than vì sự đánh mất trái nho của kiệt Hareseth, vì ruộng nương của Hesbon và cây nho của Sibma đều mòn mỏi. Ngày trước nó dàn ra tới Ya-e-se, lan ra tới đồng vắng, chồi lượt đâm ra tới bên kia biển, mà bây giờ vua chúa các nước đã bẻ gãy nhánh tốt. Vậy nên ta vì cây nho của Sibma mà khóc lóc như Ya-e-se. Hỡi Hết-bôn, hỡi Ê-lê-a-lê, ta sẽ tưới nước mắt ta trên cát, trên các ngươi. Vì đương lúc trái mùa hạ và mùa gặt thì có tiếng reo của giặc xảy đến. Sự vui mừng hớn hở đã cất khỏi ruộng tốt, trong vườn nho chẳng còn hò hát reo vui, kẻ đạp rượu chẳng còn đạp trong thùng. Ta đã làm dứt tiếng reo vui, cho nên lòng ta vì Mô-áp kêu vang như đàn cầm, ruột ta vì kiệt Hê-re cũng vậy. Ví dầu Mô-áp chịu mệt nhọc đặng đi đến nơi cao, dầu vào trong nơi thánh mình để cầu nguyện cũng chẳng được nhậm. Ấy là lời mà xưa kia Đức Giê-hô-va đã phán về Mô-áp. Bây giờ thì Đức Giê-hô-va phán như vậy: trong 3 năm, kể như năm kẻ ở mướn, sự vinh hiển của Mô-áp với cả đoàn dân đông của nó sẽ bị khinh hèn, và số còn sót lại sẽ ít lắm, không kể ra gì. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong Châm ngôn đoạn 16 câu 18. Châm ngôn sau sách Thi Thiên, chúng ta lật ngược lại đoạn 16 câu 18. Cựu Ước trang 608, và trong Kinh Thánh của mục sư đã được tô màu rồi. Nếu trong Kinh Thánh các em chưa tô màu thì các em tô màu nhé. Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Ở trong phần tìm hiểu số 1, Mô-áp bị suy sụp hay là bị sụp đổ vì A. họ yếu sức, B. họ kiêu ngạo sất sược, C. Chúa muốn họ như vậy. Lý do nào các em? Lý do nào mà Mô-áp bị sụp đổ? Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy câu 5 nè, rồi câu 6 nè. Chúng ta có nghe sự kiêu ngạo của Mô-áp, nó kiêu ngạo lắm, cũng nghe nó sất sược, kiêu căng, giận dữ, sự khoe khoang của nó là vô ích. Như vậy thì họ bị bị sụp đổ là do họ kiêu ngạo sất sược. Sất sược có nghĩa là không có xem người khác là tôn trọng, cho mình là
hay, cho mình là giỏi, cho mình là mạnh, cho mình là hơn người khác, khinh thường người khác. Rồi, chú phán thần tượng của Moab: A, rất linh nghiệm; B, cầu nguyện sẽ được cứu giúp; C, các thần của họ đều vô ích. À, chúng ta xem ở trong cái câu số nãy mình nói đó, câu số 6 đó. À, không phải câu số 6 mà tiếp theo, chúng ta tiếp theo đây. Thế là mình cái câu sau. Đây. Dạ. Yeah. Câu số 12. Ví dầu Moab chịu mệt nhọc đặng đi đến nơi cao, dầu vào trong nơi thánh mình để cầu nguyện cũng chẳng được nhận. Cũng chẳng được nhận. Thần của họ là vô ích. Các thần tượng của họ là vô ích, không có giúp đỡ họ được. Rồi. Thời gian sụp đổ của Moab: A, không biết lúc nào; B, trong vòng 3 năm; C, có thể kéo dài lâu hơn. Thì cái câu số 14, câu cuối cùng: Bây giờ thì Đức Giê-hô-va phán như vậy: trong 3 năm, kể như năm kẻ ở mướn, sự vinh hiển của Moab với cả đoàn dân đông của nó sẽ bị khinh hèn. Như vậy là trong 3 năm, trong 3 năm là Moab sẽ bị sụp đổ. Trong phần nhận biết, lời tiên tri của Chúa luôn được ứng nghiệm đúng thời điểm của Chúa. Ứng nghiệm có nghĩa là nó được hoàn thành, hay là Chúa nói cái điều gì trước là cái điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, luôn luôn được xảy ra, gọi là ứng nghiệm. Kẻ kiêu ngạo là dân Moab sẽ bị hạ xuống. Chúa rất là ghét kẻ kiêu ngạo và Chúa đánh hạ kẻ kiêu ngạo. Thực hành: em không xem thường lời Chúa dạy dỗ nhắc nhở, em dành thì giờ học lời Chúa và làm theo. Mình dành thì giờ để học lời Chúa và làm theo. À, ở đây có hai bạn thiếu nhi đang học lời Chúa với nhau, đọc Kinh Thánh, học lời của Chúa. Và khi các em đang học thế giới mới tuổi thơ cũng là các em đang học lời của Chúa. Em cảm ơn Chúa đã ban cho em lời của Chúa để em biết và làm theo. Xin Chúa cho con luôn dành thời gian hay là thời giờ cũng được học lời Chúa và làm theo. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con lời Ngài hay là lời Chúa. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con lời Ngài để học và làm theo. Rồi chúng ta hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nha. Xin Chúa cho con luôn dành thời gian học lời Chúa và làm theo. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con lời Ngài để học và làm theo. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta luôn dành thời gian để học lời Chúa và làm theo lời Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.